trong chốn trời. Biển lặng sóng thuyền anh dòng khơi quán sông con, anh thương em cách vơi. Yêu biển sông cũng mong con mang, nước sông liền đôi bờ tung tăng. Con chuồn con bay nơi nơi, con sáng chiều gọi bạn đường thôi. Thuyền ta xa bờ, âm vang tiếng hò nhịp chèo ta mong chờ. Thuyền ra xa khơi đưa nhịp chèo nối liền, đường đi muôn khơi mãi chèo chung đôi miền. Tâm tình biết nói lên lời xong cả ta chung lứa đôi. Ơi phong ba lướt số mai chèo ta xa bờ, phong ba sóng cồn lòng ta luôn mong chờ. Kề vai bên nhau nắng biển cùng mưa nguồn, kề vai bên nhau em kề bên anh thương. Ôi anh ơi lời ta luôn. Cảm ơn Vũ Đoàn em cây. Cái năng lượng đâu mà hơi đâu mà nó ngọt ngào đâu mà nó da diết đến như vậy luôn. Đấy, em thấy không? Tất cả mọi người đều đứng lên hết trơn luôn. Em là người đặc biệt, người có cuốn họng đặc biệt, không phải là ca sĩ nữa. Hồi đó giờ có anh Ba Ngọc Sơn là đưa cái cây micro ra thôi. Giờ tới em nữa. Mà chỉ khoái nhất là em để cái micro bên này nè, kéo xuống vòng vòng vòng, tôi ghét lắm em. Lên nữa. Trời đất ơi. Em ơi, em không phải con người ta. Không phải người ta. Ghét gì đó chị? Mỗi lần mà em hát á, em cầm cái micro lại phải cầm chắc thì chắc là phải đưa ngay cái miệng em để cho nó bắt được cái tiếng em. Còn bạn này á, cái micro muốn đi chơi đâu cũng được chứ. Okay. Anh nói đúng không? Dạ, dạ đúng. Ca sĩ đó. Thì đúng. Đó, giờ công anh đúng nhận. Rồi. Bây giờ em hãy nói cho người biết đi. Em là ai? Em tên là Trần Đông Anh. Em hiện tại đang làm ca sĩ tự do. Đồng Anh ơi, em có một cuốn họng rất là đặc biệt mà có học thuật và cột hơi cực kỳ vững chắc. Chú tin rằng
qua ca sĩ Bận, con sẽ tỏa sáng hơn nữa để mọi người hiểu thêm về tiềm năng của con, về giọng hát trời cho và sự tập luyện, điêu luyện của con. Chúc mừng con với bài hát này. Dạ, tất cả là chú hát. Anh thì không có khen. Tại vì em là ông trời, ông cho em. Tức là em có hai giọng hát ở trong người của em, không có ai có. Kể cả anh và kể cả anh Sơn, bây giờ ở đây có giờ không ai có em, cho nên em phải trân quý cái đó. Em ơi, cho chị hỏi này, cái đây là trời cho. Đúng. Em có cái cuốn họng này hay là một phần là em tập luyện được? Thôi em chia sẻ một chút là em do cái bản năng của em nó như vậy. Dạ. Mà em tập luyện thêm cho rồi thêm để ngày hôm nay em được đây, đứng đây được hát cho mọi người nghe. Dạ. Rồi, Nguyễn Tú, dạ, em muốn nói gì? À, thật sự đây là một người con rất là hâm mộ. Thật là lúc đầu con không biết bạn là ai, nhưng mà xem một chương trình thì con biết bạn qua một cái tiết mục là hát giọng tenor cao. Rất là hâm mộ bạn này và phải tìm Facebook ad thì bằng được. Thì thật sự thì Tú chỉ có mong ước một nguyện vọng là có thể bonus cho Tú một cái đoạn nhạc mà Tùng Anh đã thể hiện rồi, được không? Vâng, thế thì Cô Gái Bất Chung là một cái tác phẩm mà con thể hiện rất là thành công. Con xin hát tặng một đoạn và trong đó có thêm một đoạn staccato tặng anh Tú nhá. Dạ, rồi, cảm ơn Tùng Anh. Hay quá. Bài này cô Thanh Trì hát bản hợp ca như là ngáp gì đó. Đó là ngáp. Cảm ơn Tùng Anh rất là nhiều. Tuyệt vời lắm. Chú nghĩ rằng là ngày hôm nay con thật sự đã tỏa sáng và còn tỏa sáng nhiều hơn nữa. Chúc Tùng Anh sẽ càng nghe đẹp trai hơn nữa và thành công rực rỡ trong cuộc sống. Cảm ơn Tùng Anh. Hay quá. Chúng ta vừa đến với một giọng hát quá đặc biệt, thưa quý vị. Còn bây giờ có một điều đặc biệt hơn nữa là chúng ta nghỉ chút xíu, quyền lên xe quay trở lại.